Kiệu, Vinh Râu và Lương Minh Trang, Huỳnh Phương. Hôm nay đổi rồi hả? Chương trình xếp như kỳ quá, tự nhiên thấy áo chung màu cái tự nhiên xếp vợ tôi qua đứng mở cho tôi điên mình. Đôi khi vợ mình dán mặt mình cũng thấy thoải mái chứ. Không không thoải mái lắm. Không thoải mái lắm. Thì quánh thở đang kia trả lại đi. Còn Phương, em hỏi thiệt nha, em có bạn gái chưa? Đổi câu hỏi được không anh? Không thấy mình vô mình thi liền luôn. Mới bị quà bảo. Đắng rồi. Wow. Tức là khi hỏi về một người yêu mà người ta nói là dạ em chưa hoặc là dạ em có rồi thì đó là mình tự hiểu. Còn khi người ta nói là anh có thể đổi câu hỏi không? Tức là vừa trải qua một nỗi đau. Nỗi đau lắm. Chắc vô là đau lắm. My heart. Yeah. Unbroke my heart. Broke rồi. Mới bị bỏ hả Cưng? Dạ không, nói chung là còn cứu vãn được mà bình thường. À, tức là đang trong giai đoạn mỗi tình yêu có một giai đoạn. Giai đoạn mà nắm tay hạnh phúc, giai đoạn bao hồng, giai đoạn là lâu lâu nắm, giai đoạn cơm nguội, mới đến với nhau gọi là cơm nóng. Cơm nóng à. Là bốc ăn liền. Đã. Cơm nguội. Thì mới ăn liền đúng hả? Sai cơm, sai cơm nóng là bốc ăn liền rồi. À, còn một thời gian nhạt nhòa gọi là cơm nguội. Dạ, cơm nguội. Còn cái thời gian mà chia tay gọi là cơm. Hư thui. Cơm thiếu. À, cơm thiếu. Rồi, mời các bạn vào vị trí B. Và xin giới thiệu một nhân vật không thể thiếu trong chương trình của chúng ta, quý âm tia chớp Trần Anh Huy. A Khun đứng nhìn mất 5 giây. Là sao? Cái đó là lời bài hát trong Mượn Rượu Tỏ Tình. Mình quăng miếng mình quăng cho người ta, chứ đừng có quăng lên miếng nó rớt xuống nó đè mình, hiểu không? Giống vậy hả? Vậy hả? Giờ thôi em vô nha. Em đứng đây rồi, dập quá. Rồi vô đi em. Vô. Quý ông thì chết gì vậy? Bây giờ cặp tiếp theo thì tôi cho cậu. À, ok cậu lên. Rồi, Quỳnh Phương và đây ạ. Đó, ok em. Emily. Ồ, Emily. Đội mình đang 1-0, đang dẫn trước người ta. Giờ ai lên trước? Thấy cũng mang guốc cao quá thôi, cho lên để ngoài đi xa lắm. Em tự được win. Em có muốn như vậy hay không? Em không. Rồi để tôi lên cho. Rồi xin mời. Wow. Câu hỏi của chúng tôi không biết nó mang ở chủ đề nào đây. Đừng chủ đề tình yêu được rồi. Mới kia là trả lời được á. À, chủ đề tình yêu thì nó nhói đau. Hy vọng nỗi đau là... cũng thế thôi. Cũng qua như giấc mơ. Đau chỉ một lần mà mắt em đến mãi mãi. Thi đi anh. Thi. Chúng ta cùng Quỳnh Phương nhanh như chớp. Nếu Harry thuận tay trái thì Harry sẽ bước chân nào lên trước? Chân phải. Không chính xác. Cũng bước chân nào bước? Chân nào cũng được chứ đâu nhất thiết phải là chân phải. Đúng rồi. Bộ phận nào trong cơ thể con người không xương nhưng dễ bị gãy? Không xương thì dễ bị gãy. Em biết. Ai đã từng bị gãy? Lưỡi. Chính xác. Câu tiếp theo. Bò mẹ ham chơi không lo cho con thì gọi là gì? Đố chữ. Trời ơi Phương ơi. Ông đang chờ thời gian cho. Không phải đâu. Khi trái tim đau. Không suy nghĩ được gì hết rồi cả. Tất cả nỗi đau dồn lên não. Trong này bị tắc nghẽn. Trong này không còn gì khác ngoài hình bóng của em. Không biết. Không được trả lời không biết. Trả lời đại là... Bò kho đại đi. Bò kho đại đi. Ờ bò kho. Bò kho không chính xác. Bỏ bê. Bỏ bê ham chơi. Không lo cho con. Con bò không lo cho con. Bò không lo cho con là con bò là con gì? Con bê. Mà không lo lắng cho ai đó gọi là gì? Là bỏ rơi là bỏ bê. À. Màn gì có nhiều màu sắc nhất? Màn ảnh. Màn ảnh chính xác. Màn gì không che được mà có thể ăn được? Màn thầu. Lên. À, đúng hay rồi. Quá. Thôi cao quá chắc con sao xuống. Con sao xuống. Màn gì che được tất cả mọi vật trên đời? Khi trái tim đau, tất cả mọi thứ đều tan vỡ theo thời gian. Tận cùng nỗi đau sẽ là nỗi nhớ. Lúc đó suy nghĩ mình đang tối. Đúng vậy. Màn đêm. Màn đêm.
Mang đây là một câu trả lời chính xác. Nhưng đâu có, cái đó là em đu theo anh Giang mà. Dinh đâu đã 5 lần 7 lượt không chấp nhận kết quả. Đúng rồi, phải cho xuống đi. Hãy kể tên 3 loại bánh có hình chóp. Bánh ú. 1. Bánh ít. 2. Hình chóp là hình này đúng không? Bánh quạt đấy, cái nón đấy. Bánh gai à? Bánh gai. Đúng. Bánh gai. Bánh gai. Không chính xác. Trong này có gọi cái oản không? Hả? Cái oản ấy, cái đồ cưới mà ngoài Hà Nội. Không phải đồ cưới, đồ đi lễ. Lễ, đồ lễ mà cái hình chóp chóp tâm giác. Giống bánh phu thê ấy hả? Không, đơn giản nè, bánh ít là đúng nè. Bánh giò. Bánh ú là đúng nè. Bánh giò là đúng nè. Bánh gai là khác. Đúng rồi. Bánh gai là cái loại bánh mà người miền Bắc hay ăn mà nó dẹp dẹp mà nó hình chữ nhật. Ngô Kiến Huy cờ dài thì gọi là gì? Ngô Kiến Huy đối chữ khờ dại. Ngô Kiến Huy biệt danh là gì? Bắp. Rồi tìm đi, lấy bắp dại. Dại dại ông chửi chết luôn á. Bây giờ vị trí O suy nghĩ làm gì tốn thời gian. Bắp dại. Bắp dại không chính xác. Ngô khờ dại thì nó đồng nghĩa với gì? Ngây ngô. Chính xác. Ông bắt ngô vậy thôi. Thay nào à, nguyên thủ nó bắt non chứ. Vợ em kìa, vợ em bắt non. Khờ dại là còn non đúng không, là bắt non. Câu tiếp theo nè. Nhà Giang trồng bưởi ra rất nhiều trái, nhưng Harry tới chơi lại bảo toàn là đu đủ thì gọi là gì? Đu đủ. Trời ơi, câu gì chơi. Đúng. Ủa, là cái câu gì vậy ta? Cái vòng này khó nha. Gọi là Harry không biết. Gọi là Harry không biết không chính xác. Gọi là sai trái. Ôi sai trái. Khó. Tức là bưởi là nhiều trái là rất là sai trái. Còn Harry nói là ủa sao cây bưởi toàn đu đủ là Harry sai trái. Đó, nó phù hợp cho hai vế. Đúng. Có hai con tôm xanh cùng xuất phát từ một điểm. Một con tôm chiều dài 2 cm, còn một con 5 cm. Đích nằm ở phía trước, cách đó 10 cm. Hỏi con nào về đích trước? Con nào? Có hai con tôm xanh cùng xuất phát một điểm. Một con tôm chiều dài 2 cm, còn một con 5 cm, đích nằm ở phía trước, cách đó 10 cm. Hỏi con nào về đích trước? Con 5 cm. Con nào? Con 5 cm. Vì sao? Tại vì con tôm bơi lùi. Con tôm bơi lùi thì nó không về đích phía trước được. Con tôm to về trước đúng không? Con nào cũng không về được. Vừa với câu hỏi, vừa với MC và hình bóng của em ấy. Và hình bóng của em ấy. Thì Quỳnh Phương đã mang về 2 đáp án, xin chúc mừng. Giờ để xem, người đàn ông tan vỡ sau đây mang về bao nhiêu. Xin mời Quỳnh Phương. Mấy câu anh? 3 thôi. Ba. Nhưng anh chúc mừng em trước, bởi vì những câu sau đây là những câu thuộc về em. Những câu này ban tổ chức vô tình lại rơi vào em. Xin mời lên ghế. Phương à. Dạ. Chỉ cần em trả lời những đúng những câu này, biết đâu đó ở nơi nào đó cô ấy sẽ nghe được và cô ấy sẽ suy nghĩ lại, không trở về nữa. Không trở về nữa. Không trở về nữa. Huyền Phương đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Loại nhẫn nào đàn ông nên có khi đi cưa cẩm phụ nữ? Nhẫn nại. Chính xác. Con bình tĩnh. Có người đang xem chương trình này đó. Em ổn không? Ổn, dạ ổn. Ổn. Loại nhẫn nào mà các ông chồng nên có khi vợ mình đang tức giận? Nhẫn nhịn. Chính xác. Tưởng nhẫn tâm. Lông gì đá được? Kêu là đá lông nheo, đá lông mi, lông nheo. Chính xác. Sao mà tình yêu không vậy? Sao mà tình yêu không vậy? Bây giờ hết rồi. Hết rồi. Có 3 câu hả? Rồi. Đang bằng đó. Đây là đố chữ nha. Hai con hổ lớn từ từ thì gọi là gì? Em tuổi gì? Nữa. Em tuổi con chó. Bây giờ gọi là dần dần. Hai con. Ủa? Hai con. Hợp lý. Bây giờ trả lời là dần dần là chính xác rồi, nhưng
Nếu không có cái sự gợi ý của hai vợ chồng như đây, em tuổi gì, em tuổi chó, thì lúc đó Quỳnh Phương sẽ suy nghĩ về những con giáp mà dần mà từ từ, mà hai con dần thì chỉ có là dần dần thôi. Câu này không chấp nhận. Rồi câu hỏi tiếp theo. Kể hai tỉnh mà trong tên của nó có tên một loại cây. Đà Lạt. Đà Lạt không phải là tỉnh. Không chính xác. Không chính xác. Mà ví dụ Đà Lạt là tỉnh thì Đà Lạt là cây gì? Thủ Lạc á. Thủ Lạc á. Đà Lạt. Thì mình đọc vậy thôi, còn không cho thôi, câu tiếp theo thôi. Đáp án là Bến Tre, Trà Vinh, Nghệ An, Cần Thơ. Rồi câu hỏi tiếp theo. Để Nguyên thăm thẳm màn đêm, khi Huyền kết bạn bỗng nhiên sáng bừng là các chữ gì? Một chữ đó, một chữ. Để Nguyên thăm thẳm màn đêm. Trả lời đại đi anh. Đèn. Đen. Đen. Ủa thầy không trả lời đại. Chính xác. Bà Điểm, bà Hôm, bà Hạt, bà Quẹo, bà Chiểu là nói về năm chị em ruột hay đều là tên các chợ ở thành phố Hồ Chí Minh? Nói về năm cái chợ. Chính xác. Còn hai câu nữa. Hoang mang. Trong một trận đấu võ quyết liệt, tuy nhiên không một nam võ sĩ nào tung ra một cú đấm hay cú đá nào cả. Hỏi vì sao? Tại vì bị liệt rồi. Đó, nó chưa hợp lý. Cái đó chưa chữ hợp lý mà. Không chính xác. Quyết bị liệt đó. Tại vì thật ra hai đứa cùng quyết để liệt hết thì đâu có đứa nào chịu ra đòn đâu. Không được. Không có nam võ sĩ nào ra đòn vì sao? Tại vì đây là trận đấu của các võ sĩ nữ. Câu hỏi tiếp theo. Xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe cảnh sát đang làm nhiệm vụ chạy cùng lúc thì xe nào được ưu tiên? Xe cứu hỏa. Chính xác. Có bằng lái. Rồi câu hỏi tiếp theo. Một chú lợn rất quyến rũ, đi đến đâu là mọi người nhìn theo đến đó thì gọi là gì? Đố chữ nha. Cứu tôi với. Hả? Gì vậy bà? Quyến rũ. Cô này. Mình có được chơi bằng 60 triệu không? Có. Ôi giời. Gì vậy? Lắm. Nhạc quá. Giờ mở mắt đi em, hết giờ rồi. Như vậy là Huyền Phương đã đúng đáp án liên tiếp 3 câu.